Theo tờ Sohu Sport nhận định, việc chủ yếu chỉ tập các bài tập thể lực nặng với mật độ dày khiến các cầu thủ kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần, sự chán nản là khó tránh khỏi. Đó thực sự là vấn đề của đội tuyển Trung Quốc trước trận đấu quan trọng với Việt Nam vào ngày 7 tháng 10 tới. Sau khi kết thúc lượt trận thứ hai vòng loại cuối World Cup 2022 với Nhật Bản, huấn luyện viên Lee Tae cùng các học trò đã di chuyển ngay tới UAE chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Nhà cầm quân 44 tuổi chủ yếu chỉ cho học trò rèn luyện thể lực thông qua các bài tập nặng, duy trì tập 2 buổi một ngày. Theo kết quả kiểm tra y tế, các cầu thủ Trung Quốc bị hao hụt sức lực 30% so với khi bình thường. Ngay lập tức, toàn đội được cho tạm nghỉ 2 ngày để tái tạo năng lượng. Ngày 25 tháng 9, huấn luyện viên Lee Tae cùng học trò sẽ trở lại tập bình thường. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc muốn đội nhà được làm nóng thông qua các trận giao hữu. Tuy nhiên, việc đàm phán với đội tuyển UAE cũng như một số câu lạc bộ chơi giải vô địch quốc gia UAE đều thất bại. Vì thế, suốt 2 tuần qua, thầy trò Lee Tae tập chay và có 2 trận đấu nội bộ, ngoại trừ hậu vệ Jang Linpeng chấn thương nặng. 30 cầu thủ còn lại, bao gồm số người chưa hồi phục 100% thể lực, cũng được huy động trong trận đấu nội bộ. Dự kiến ngày 30 tháng 9, tuyển Trung Quốc sẽ có trận đá tập với đội tuyển Syria trước khi thi đấu chính thức với Việt Nam một tuần sau đó. Trận đấu mà thầy trò Lee Tae nhận nhiệm vụ phải có 3 điểm bằng mọi giá.